Vâng, thời ngày xưa thì nghĩ một chiếc xe ô tô thì thực sự nó là quá xa vời. Vì ngày trước một chiếc xe ô tô nó cũng vài trăm triệu. Và lúc đấy thì đồng tiền nó còn có giá trị. Thế nhưng bây giờ thì mọi người nếu mà muốn mua một chiếc xe ô tô thì thực sự nó quá rẻ luôn. Vài chục triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mọi người nhé. Và đặc biệt là mọi người sở hữu ngay chiếc xe 5 chỗ chứ không phải là những dòng xe 2 chỗ đâu. À, như bây giờ mọi người mua một chiếc xe máy SH đi ạ, nhập thì mình cũng đã mua với cái giá tầm hơn trăm triệu rồi, mà chúng ta cũng chỉ chở được hai người, nắng mưa vẫn tới đầu. Nhưng bây giờ mọi người mua được một chiếc xe ô tô 5 chỗ mọi người nhé, đấy nắng mưa thì không phải lo, đấy, điều hòa rất là mát, mà lúc đấy chúng ta chở được cả gia đình nhà mình để đi chơi, đi du lịch cơ. Bây giờ thì một chiếc xe ô tô nó thực sự là quá rẻ và nó chỉ trong tầm tay mọi người thôi. Kinh tế nhà mình dù có lương công nhân ấy tầm 3 4 triệu hoặc là 5 6 triệu là một năm mình cũng có thể bỏ ra để chúng ta mua được một chiếc xe ô tô mọi người nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem những cái dàn xe cửa tiền rất là ít, vài chục triệu thôi là bà con mình có thể sở hữu ngay những chiếc xe đời cao 2018, 2019, những chiếc xe gia đình. Thì hiện tại đấy thì với cái nhu cầu của mọi người thì mọi người lên ai tầm tiền ít mà chúng ta muốn mua đời cao thì lên lựa chọn cái dòng xe phân khúc hạng A. Đây, cái dòng xe hatchback mọi người nhé. Hiện tại thì em đang có như là i10, Moling, Spark, Ghost. Đấy, rất là nhiều cái dòng xe đa dạng, đấy, thông dụng để cho bà con chúng ta lựa chọn. Có cả những dòng xe tự động và những chiếc xe số sàn, nhập cũng có và Việt cũng có. Còn bây giờ thì trước khi vào báo giá thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi kênh mua bán của em. Nếu bà con mình thiện chí thì hãy alo cho em, số hotline là 0397 265 286 bà con nhé. Còn bây giờ thì em sẽ không để cho bà con mất thời gian chờ đợi thì em sẽ đi báo giá lần lượt luôn. Còn i10 này thì 216 em bán rồi bà con, hơn trăm rồi. Đấy. Con này thì em đã bán và tạm ngừng giao dịch rồi. Trước đầu tiên đây là một chiếc xe Kia Morning bản FE bản đủ bà con nhé. Đấy. Bản đủ được sản xuất năm 2016, biển 35 Ninh Bình, 35A07221. Thì với chiếc xe Kia Morning bản đủ thì nó sẽ có cái gì ạ? Đèn bi bà con nhé. Đấy. Giải đèn led này, đặc biệt là đăng đúc này. Hệ thống xi nhan trên gương, đăng kiểm 2 năm bà con, tháng 8 2025. Và đương nhiên một chiếc xe Kia Morning bản đủ thì nó sẽ có những cái gì ạ? Túi khí an toàn ABS rồi. Với chiếc xe Kia Morning bản đủ 2016 này thì em đang bán với cái giá là 235 triệu đồng thôi bà con nhé. Đấy, 235 triệu. Kia Morning bản SI bản đủ 2016 cho bà con. Ngoài đây em còn một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu 2007, xe phải nói còn rất là đẹp luôn. 16 năm sử dụng rồi nhưng mà phải nói là quá là ok bà con nhé. Đây, biển kiểm soát 16M8763, Morning nhập 2007, keo chỉ zin hết. Đấy, đây em quay cho bà con xem này. Không mất một tí phân keo chỉ nào bà con nhé. Nhưng con này vẫn là form cũ, số thì là số thẳng, điều hòa cơ, nó chưa phải điều hòa auto. Nếu mà điều hòa auto thì nó phải là 209, 210 thì nó mới lên điều hòa auto và số tích sắt. Đấy, còn con này thì 207 thì số thẳng thôi. Và giá thì chỉ có 145 triệu thôi bà con nhé. Đấy, 145 triệu, rất rẻ luôn, số tự động, nhập khẩu. Và đây là một chiếc xe Kia Morning, hiện tại thì em đã rút hồ sơ cầm tay rồi, bà con mình chỉ việc sang tên bấm biển thôi. Con này đã được lên la đăng đúc. Đây là một chiếc xe Kia Morning bản Pay bà con nhé. Động cơ máy 1.25, xe được trang bị 4 máy nên tương đối khỏe. Nội thất thì ghế da thay rồi, chứ còn nguyên bản của nó phải là ghế da màu xám cơ chứ không phải là màu đen. Con này có lên option đó là màn hình này. Đấy, trần được trang bị trần da 3D rồi. 2015 bà con nhé. Và giá hiện tại em đang bán là 65 triệu. Đấy, Morning 2015. Con này nó cũng là dịch vụ ra rồi. Đấy, cũng là dịch vụ ra rồi bà con nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning 2015. Đây là một chiếc xe cũng là dịch vụ ra rồi, biển 28 Hòa Bình 28A03335.
Đấy, màu bạc xịn. Đấy, thường thường là những dòng xe dịch vụ taxi thì những có con đổi màu và sẽ có những con nó không đổi màu. Đấy, con này thì đã thiết kế ra thay rồi bà con. Đấy, trần cũng là lên trần 3D rồi. Đấy, có màn hình đầy đủ. Một chiếc xe Morning bản Pay 2015. Giá của con này thì là 166 triệu thôi. 2015 bà con nhé. Đấy, 2015. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning tự động bản SLX 2010, form 2010 là form mới rồi đây. Đấy. Thì nó được trang bị nên bộ nó đang bông hoa mai đấy, 2010. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Và được trang bị máy eco đấy, số rích sắc mọi người nhé, điều hòa auto đây bà con nhìn này. Đấy, trần của chiếc xe thì vẫn là trần nỉ đây. Với chiếc xe Kia Morning tự động 2010, em đang bán cái giá của nó là 195 triệu thôi. Morning nhập, đăng kiểm con này tháng 8 2024, một năm nữa. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe Kia Morning dịch vụ ra rồi, 2016 bản Pay, biển Hải Phòng. Mặc dù là dịch vụ nhưng mà con này là màu đỏ nguyên bản, không được màu đây. Đặc biệt nội thất bộ ghế da nguyên bản của nó ạ. Mặc dù là dịch vụ nhưng mà xe cũng còn đi khá là giữ gìn. Đấy, bộ ghế da nguyên bản của nó này. Trần cũng là trần nguyên bản luôn. Đa số là những dòng xe dịch vụ taxi là những dòng xe đổi màu. Nhưng đặc biệt nhất là con này không đổi màu mọi người nhé. Giá bán hiện tại là 185. Hôm qua em có bán được một con Morning màu đỏ. Đấy, 2016. Đấy, bán về Hải Phòng rồi. Thì hiện tại em đang còn con 2016 này đây. Giá là 185. Tiếp tục đây là một chiếc xe Jurassic Spark 2008 mọi người nhé. Đặc biệt đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ. Thường thường những dòng xe Spark thì là những dòng xe dịch vụ taxi ra, nhưng đặc biệt đây là một chiếc xe gia đình. Con này thì em đang bán với giá nó nhỉnh hơn là những dòng xe dịch vụ ra một chút. Đấy. Con này là 209 chứ, 209 và giá thì chỉ có 72 triệu thôi. Đặc biệt đây là chiếc xe gia đình mọi người nhé. Đấy, cửa mọi người nghe đóng cửa này, rất là chắc chắn luôn. Có đầy đủ chứng minh hộ khẩu chủ xe luôn. Nếu mọi người thích công chứng thì em có thể công chứng cho mọi người. Đấy, đấy. Spark động cơ 0.8 thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe chỉ tầm khoảng 4,5 lít thôi trên 100 cây mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning 2019, một chiếc xe gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi, một chủ từ đầu ạ. Đây mọi người xem này, bộ ghế da nguyên bản của nó mọi người nhé. Xe gia đình nên là nhìn cái phần táp đi của nó còn rất là đẹp đây mọi người nhìn này. Đây, đấy. Rất là đẹp, hệ thống bấm kính lên xuống đây. Đấy, vô lăng đẹp luôn. Đấy, màn hình Android. Trần của chiếc xe trần bị bọc ni lông và giá thì chỉ có 250 thôi mọi người nhé. Kia Morning 2019, xe gia đình. Còn về phía đằng sau đây là một chiếc xe i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký bánh 2016 mọi người nhé. Xe nhập Ấn. Con này thì là nó cũng có chạy qua dịch vụ rồi và được ra tên tư nhân. Đặc biệt là con này là màu trắng nguyên bản của nó mọi người nhé. Thường thường là những dòng xe dịch vụ là những dòng xe đổi màu, đặc biệt nhất là con này không đổi màu đây. Giá hiện tại của chiếc xe i10 này là 189 triệu đồng thôi mọi người nhé, 189 triệu. Máy 1.0 đi, mức tiêu hao của những chiếc xe này thì cũng chỉ tầm khoảng 5 lít thôi. Chính vì vậy được rất là nhiều các hãng taxi người ta lựa chọn để chạy dịch vụ đấy. Đấy, 189 triệu. I10 2015 đến tận 2016 thì nó mới lăn bánh mọi người nhé. Và tiếp tục phía đằng sau đây là một chiếc xe Kia Morning bản SI bản đủ 2016 biển ở Hà Nội, màu Camber 30F23740. Thì nguyên bản với dòng xe SI này nó sẽ có giải đèn LED, đèn bi mọi người. Hệ thống xi nhan trinh gương này. Đây mọi người xem bên trong của chiếc xe đây. Nội thất ghế da nó cùng tông với lớp sơn bên ngoài rồi. Trần này, trần nỉ. Đấy, con này có cả điều hòa auto, tứ chỉ an toàn mọi người nhé. Nếu mọi người khu vực Hà Nội mua con này thì chúng ta sẽ không phải mất chi phí 20 triệu tiền biển, nhưng mà bắt buộc vẫn phải xuất hồ sơ bình thường mọi người nhé. Biển này là biển cũ của chủ thôi. Đấy, còn mình là chủ mới thì mình bắt buộc phải rút hồ sơ
để mình bấm biển vào định danh của mình. Tiếp tục phía đằng sau đây là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009 bản đủ mọi người. Con này thì có dịch vụ, tên công ty, độ điền bi và được lên hệ thống camera 360 mọi người nhé. Với chiếc xe bản đủ thì nó sẽ có vô lăng gật gù ở dưới đây mọi người. Đấy, mọi người có thể chỉnh vô lăng tùy theo cái khung người của mình nhé. Trần được lên trần da 3D rồi, màn hình Android này, có cả cam hành trình. Thì với chiếc xe này là tên công ty thì mọi người yên tâm mọi người nhé. Mọi người yên tâm là em sẽ có đầy đủ giấy tờ để mọi người có thể rút hồ sơ. Đấy. Thì nếu mọi người không rút thì em sẽ bớt tiền rút hồ sơ, cũng như là bớt tiền vận chuyển. Còn nếu mọi người giá mà đã làm bàn bạc kỹ rồi thì em sẽ bao gồm rút hồ sơ cho mọi người, cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Giá là 128 triệu, thế là vẫn còn chưa thương lượng mọi người nhé. Tiếp tục phía đằng sau đây là một chiếc xe Jazz Spark 2010. Máy nổ còi kêu 4 bánh quay đều điều hòa mát, với giá bán hiện tại thì chỉ có 76 triệu thôi mọi người. Đây bên trong này, nội thất rất là sáng sủa đây. Đấy. Đều trang bị vô lăng hai chấu có màn hình rồi mọi người. Màu xanh lá chuối biển Hà Nội mọi người nhé. Đấy, hơn 70 mọi người. Đấy. Tiếp tục dưới đằng sau đây cũng là một chiếc xe Spark nữa, cũng là màu xanh. Con này thì mang biển Hải Phòng 15A07556, đặc biệt đã được lên là đăng đúc tư nhân chủ đủ mọi người nhé. Thường thường Hải Phòng nếu mà mình rất là cái dòng này là đa số là những dòng xe mà nó không có chủ, nhưng đặc biệt nhất là con này có đầy đủ chủ mọi người, để mọi người có thể công chứng mọi người. Đấy. Nội thất cũng tương đối đây. Trần của chiếc xe đây, trần nỉ 68 triệu thôi mọi người. Đấy, 68 triệu. Spark 2009 mọi người nhé. Tư nhân chủ đủ. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe Spark. Nhưng mà con này thì là form mới 23 rồi. Form mới, form siêu nhân. Nhưng mà con này thì vẫn là bản thiếu ạ. Nó chưa phải là bản đủ. Vì nó chỉ trang bị năng sắt thôi. Nên là còn một con bản đủ màu bạc. Thì với con bản thiếu này nó không có hệ thống túi khí mọi người. Em đang có con bản đủ. Giá con bản đủ kia thì nó cũng rẻ hơn con này. Và em đang bán là 125 triệu. Vâng, Kia Morning 2012 với động cơ máy của nó là 1.1 mọi người nhé. Được trang bị 4 máy nên tương đối khỏe. Đấy. Rất khỏe luôn. Bên trong của chiếc xe này. Đấy, côn số ngọt mọi người nhé. Xe chạy cực kỳ đầm luôn. Trần của chiếc xe vẫn là trần nỉ. Màn hình to vật vã. Với chiếc xe Morning này có trang bị màn hình cam lùi, cảm biến lùi rồi. Đăng kiểm tháng 7 mọi người nhé. Giá là 118 triệu đồng thôi. Kia Morning 2012. Tiếp tục đây là một chiếc xe Spark 2011. Con này thì cũng có dịch vụ và đương nhiên là tất cả các dịch vụ ra thì thực sự là nó cũng có một số con tên công ty và một số con là tên tư nhân. Thì con này là tên tư nhân rồi mọi người nhé. Tên tư nhân rồi. Giá 79 triệu cho con này thôi. Đấy. 79 triệu Spark 2011 mọi người. Máy 0.8 màu đỏ. Đấy. Ai hợp mệnh màu đỏ thì em đang có duy nhất có con này thôi. Đấy là màu đỏ. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai i10 2019 bản .2. Đấy. Form này form mới mọi người, xe gia đình và không dịch vụ mọi người nhé. Không dịch vụ, không taxi, đăng kiểm này tháng 12/2023. Với chiếc xe Morning bản i10 bản .2 này thì nó không phải là dòng xe nhập nữa. i10 thì bắt đầu từ cuối 2017 nó không phải là dòng xe nhập nữa mà chỉ dòng xe bản Việt thôi. Đầu 2017 trở lại thì nó sẽ là nhập. Thì với chiếc xe bản Việt này em đang bán là 265 triệu mọi người nhé. Form mới bản .2. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning 2016, mặc dù là dịch vụ nhưng mà tư nhân rồi. Màu nguyên bản của nó, trước là màu vàng, bây giờ cũng là màu vàng. Trước là màu vàng của taxi Yến Vàng. Đấy. Đây mọi người xem bên trong này, nội thất thì ghế da thay mới đó mọi người nhé. Màn hình to vật vã, đấy, Morning bản Pay 2016 và giá bán hiện tại của nó thì chỉ có 175 thôi. Đăng kiểm của con này còn đến tháng 5. Năm 2024 mọi người nhé. Màu vàng chanh. Đấy.
Tiếp tục đây là một chiếc xe Spark 2010. Đây, đấy, đang có hai con đi mọi người, đều là 2010, đều là màu trắng, biển Hải Phòng và biển 28. Giá thì cũng như nhau thôi, 75 triệu mọi người nhé. Rất rẻ để mọi người lựa chọn. Tha hồ Spark luôn. Màu xanh lá chuối này, màu trắng này, màu bạc này, màu đỏ này, đấy. Coi như là đầy đủ tất cả các màu để mọi người thích rồi. Đấy. Mọi người hợp mệnh màu nào thì chúng ta lựa chọn màu đấy mọi người nhé. 75 triệu cho một cặp Spark 2010 này. Đấy. Hai con thì đăng kiểm cũng còn tương đối dài dài như nhau. Đây, đấy. Tiếp tục cũng là một chiếc xe Spark nữa, con này thì màu bạc 2009 mọi người. Biển thì anh em mượn biển để đi giao xe, đấy, vẫn chưa mang biển về tháng 8 2024 đăng kiểm này. Với chiếc xe Spark này thì 2009 với giá bán chỉ có 66 triệu thôi. Màn hình đây. Con này thì xe dịch vụ, em thì không còn chứng minh của con này đâu. Đấy. Nếu mà hỏi về chủ thì con này không còn chủ chứng minh hộ khẩu của chủ xe. Em một số con có và một số con thì không có mọi người nhé, tùy theo. Đấy, em mua con nào có thì em sẽ bảo mọi người là có công chứng được, mà con nào không công chứng được thì em sẽ nói rõ luôn. Nhưng mà đa số những cái dòng xe này thì xác suất cái dòng xe mà có chủ con này rất là ít, tại vì là người ta cứ tập lái xong người ta đi mua đi bán lại nên là nó cũng không còn chủ. Đấy, người ta cũng không giữ. Vâng, với chiếc xe Daewoo Gentra nhập 2010, máy 1.2, biển Hải Phòng 15A11235. Thì với dòng xe Gentra nhập này, nó đặc biệt là có hệ thống cửa sổ trời mọi người nhé. Có cả túi khí an toàn. Đấy, có cả túi khí an toàn. Hai túi khí an toàn, màn hình to vật vã, số tự động đây. Ghế da xịn sò nguyên bản mọi người nhé, cửa lóc. Dòng nhập thì Gentra nó sẽ được trang bị vô lăng 4 chấu. Nó sẽ khác với Gentra Việt, nó chỉ có 3 chấu thôi. Con này thì hiện tại em đang bán với cái giá là 188 triệu mọi người nhé. Gentra nhập 2010. Một chiếc xe Spark form mới, form siêu nhân bản đủ 2013, biển 34 Hải Dương, mặc dù là dịch vụ nhưng màu bạc xịn nguyên bản. Đây, form siêu nhân này. Đấy. Nguyên bản là đang đúc mọi người nhé. Bản đủ sẽ có là đang đúc. Con này có cả túi khí an toàn và có cả ABS cơ đấy ạ. Nội thất thì bên trong của nó đây. Đấy. Ghế của nó thì sao nào? Đây nha mọi người nhé, ghế màu xám. Chủ xe người ta bọc thêm một cái lớp áo ghế bên ngoài. Đầu đài nguyên bản, chưa có màn hình cam lùi. Đấy. 120 triệu cho chiếc xe Spark 2013 mọi người nhé. 2013 bản đủ, đấy, form mới, mặc dù là dịch vụ nhưng mà xe còn đẹp, keo chỉ zin. Chiếc xe Kia Morning 2014 này thì hiện tại em đã đúc hồ sơ cầm tay rồi. Mọi người chỉ việc sang tên bấm biển thôi. Đặc biệt con này đã được lên la đăng đúc mọi người nhé. Trước thì em sơn cái màu đỏ đỏ mận ấy. Đấy. Thế là những cái màu đỏ mận ấy thì nó tối quá. Thì là em đã đổi phong thủy rồi. Đấy, đổi phong thủy là sơn sang cái màu đỏ tươi này rồi. Đấy. Nên nhìn cái màu này cũng rất là sáng xe luôn mọi người. Giá là 150 thôi. Morning 2014 dịch vụ taxi ra. Tiếp tục đây cũng là một chiếc xe màu đỏ. Đấy, nhưng mà con này là nhập Trung Quốc mọi người nhá. Nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Trung Quốc, BED 2011 với động cơ 0.8 tiết kiệm nhiên liệu, giá chỉ có hơn 80 thôi. Hyundai i10 2014 biển kiểm soát 11A05820. Xe nhập Ấn, con này là có dịch vụ mọi người, dịch vụ và tư nhân rồi, đăng kiểm tháng 5 2024 đấy ạ. Xe có dịch vụ nhưng mà tư nhân rồi mọi người nhá. Ghế nỉ nguyên bản. Thường thường là những dòng xe i10 nó là ghế nỉ. Đấy, nhưng mà một số người thì người ta không thích cái ghế nỉ đâu, người ta thay ghế. Đấy. Cho nên là cái ghế nỉ nó rất là hôi. Mọi người thích cái ghế da hơn. Nên một số người thì người ta về người ta thay lên hết. Đặc biệt con này thì ghế nỉ nguyên bản, chủ xanh xe người ta vẫn còn giữ. Giá thì 175 thôi. Đấy, bản thiếu xe dịch vụ ra. Một chiếc xe i10 nữa, nhưng đặc biệt đây là con này bản đủ mọi người nhá. Mà giá thì ngang bằng một con bản thiếu thôi. Mọi người có thể so sánh này. Đấy, bản đủ nó sẽ có đèn gầm, kia bản thiếu không có này. Và được trang bị la đăng đúc nguyên bản. Đấy, hệ thống xi nhan trên cương nguyên bản, cảm biến mở cửa nguyên bản. Đấy. Và đương nhiên là do sẽ có đề lổ mọi người. Vô lăng 3 chấu tích hợp, ghế con này cũng là ghế nỉ luôn. Trần nỉ. Mặc dù là dịch vụ nhưng mà màu bạc xịn nguyên bản, không đổi màu mọi người nhá, xe không lỗi. Và giá công khai đây 189 triệu. Đấy. Xe nhập
bản đủ mà chỉ chênh lệch so với con bản thiếu kia tầm chục triệu thôi mọi người. Rất rẻ và rất là hợp lý để mọi người lên cân đối và suy nghĩ. Và cuối cùng là một chiếc xe Kia Morning 2016 bản Pay biển Thái Bình màu sữa mọi người nhé. Đấy. Con này đặc biệt là lên đăng đúc này và có hệ thống áp suất lốp nữa rồi, hệ thống xi nhan trinh gương. Con này đăng kiểm hết lâu lắm rồi, nên là mọi người mua thì em sẽ đăng kiểm mới. Mọi người yên tâm mọi người nhé, nội thất thì con này cũng rất là sáng sủa đây. Màn hình đây, đấy, trần nỉ mọi người. Thì với chiếc xe Morning này em đang bán chỉ có 185 triệu thôi. Đấy, Kia Morning 2016, dịch vụ ra rồi mọi người nhé. Đấy. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã đi báo giá cho bà con, cô bác xem những cái dòng xe của tiền rất là ít, vài chục, là chúng ta toàn mua những chiếc xe đời cao thôi. Đấy, 2018, 2019. Nếu bà con cô bác mình đang có nhu cầu thì hãy alo cho em và số hotline của em là 0397 265 286 bà con nhé. Đặc biệt bà con xem nhớ like, đăng ký cũng như chia sẻ giúp em. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.